này chùa Phái Vên, thường là đi vô Tây Tôn nè. Đó, này là lò bánh mì ông chuối nè, còn hai chuối. Cái cây mà mọc bên bờ đê vậy nè, ta trồng nó vậy chứ khoảng 3-4 năm cái người ta đốn, người ta hạ cây nữa, người ta hạ cây, người ta lấy gỗ. Bây giờ bởi vì có thấy có nhiều cây gốc nữa không, gốc cũng bự bự nè, người ta đốn xong rồi đó, người ta đốn xong nó còn gốc lại. Nước này là tao bơm lên chứ không phải nước mưa đâu nha bà con. Ở đây nè có hệ thống thủy lợi. Hãy subscribe lên đường này thử rồi. Đường này chạy lên núi nè mà chưa từng đi. Ở đây bầy dê có 10 con. Đường này bây giờ người ta đổ đá nó cũng làm lớn ra rồi, cũng êm rồi, để chạy thử rồi. Hồi nào mà tới giờ chưa từng chạy đường này, không biết nó lên chỗ nào nữa. Dãy ghê trúng nốt luôn. Thấy có xe, có xe gắn máy ta chạy, nãy mình chạy theo nữa. Chắc có lẽ nó lên ngay cái làng Cảng Đôn vậy. Bên đó là chợ Tây Tôn á, thấy mấy cái nhà lầu ở chỗ đó là chợ Tây Tôn. Cái đường này giờ nó mở ra cũng lớn rồi. Đúng rồi, cái đường này nó lên ngay cái làng Cảng Đôn.
mình chạy ở trong rồi từng chạy chứ chưa từng chạy cái đường ở ngoài đồng rồi. Cái này là làng Răng Đôn. Này chùa Phái Vên, đường là đi vô Ti Tôn nè, đó này là lò bánh mì ông chuối nè, hai chuối.